Chuyện cô Hương đi cấp cứu có phải là do mày không? Phải thì sao, mà không phải thì sao? Mày đừng có nói với tao là mày đang săn lùng con em dâu mày luôn nha. Loạn lưng đó. Nè, mày đừng có giả mèo khóc chuột. Có đúng là mày làm không? Mày đã có câu trả lời rồi, mày hỏi tao chi nữa? Mày tưởng mày là ai? Đại bản sư này hả? Hả? Con Hương nó bỏ trốn, té sảy thai. Mày đừng nói mày không biết nha. Cái giống của thằng nghiện, hay ho gì đâu mà tiếc. Mày nghe mày, tao nói cho mày biết, một mạng của thằng Lơ, giờ tới con nó, mày nợ gia đình tao hơi nhiều. Buông ra, buông ra. Mày điên hả? Lơ đứa sốc thuốc, ham chơi ham phê, chết thì ráng chịu, liên quan gì tới tao? Còn Hương, tao chưa tính sổ nó nhắc dao này. Bây giờ mày muốn sao? Mày đòi công đạo hả? Như vậy là mày công nhận rồi phải không? Tao nhận thì sao? Mày đừng có quên, mày ăn cơm, tiền mày xài đều là của tao hết. Mày tưởng mày ngon hả? Muốn phản phé hả? Làm đi. Mẹ mày. Tao nói cho mày biết, bây giờ ngồi chung một xuồng, mày muốn dở quẻ hả? Một mình mày có thể chèo chống nổi sao? Đợi khi tới lúc đó, tao coi mày sống sót nổi không. Mày tỉnh lại đi. Đàn bà đâu phải có một mình con Hương. Mà mày trở mặt với anh em. Tao nói vậy đúng không? Mày cứ từ từ mà suy nghĩ. Thằng chó, con ngày tao sẽ tính sổ mày một lần.